ông bà cô chú đang xem kênh Phi Như Official. Ba dì cháu sẽ đi lên nhà chị Michael Anthony đi xem phim. Cô Nhi rủ đi xem phim Doraemon mới ra. Đây các bạn Thành nữa. Nếu với Đạt thì đi chơi gì? Em đang xin là đi hồ, đi bơi rồi gì chơi gì á. Hồi sáng như còn phải đi học nên như chưa. Có đây chị. À như không có đi được nên bây giờ như sẽ học gì đi chơi coi phim. Ông bà cô chú xem hành trình của ba dì cháu nha. Đúng. Đi vô. À, chị Như chồng á. Vô đi, vô lựa đi. Vô lựa đi. À, đi vô coi phim. Coi phim Doraemon. Not going to haunt us for the rest of our lives at all. Hả? Đi nè canh. Để bánh mì nó phải có lỗ. Nè, như cầm. Như cầm. Bớt cái này nữa. Tôi đây gấp kìa. Bạn của trời. Người bị hai chị em bị bị gì rồi? Trời trưa nắng đắp mền. Cái gì trời? Ngủ quá. Rồi ra buồn ngủ nha. Rồi hai đứa coi thử hai đứa có đi ngủ trưa không nha. Là rồi coi thử hai chóng mắt lên coi thử nha. Ok nha. Nha. Coi thử có ngủ không nha. Ngủ à. Ha. À để coi thử ngủ không nha. Quay lại là mình chứng có ngủ không. Chị trời. Hiện tại là 1 giờ để thử có ngủ chưa không. Thôi được rồi. Đi dậy thôi. Chiều rồi 4 giờ rồi. Đừng có xạo ha ha. Đó, nói buồn ngủ thôi. Thử có ngủ không. Đó để thử ai. Có ngủ không. Trời ơi. Sáng rồi hả? 5 giờ rồi, đi chơi thôi Trinh ơi. Đi chơi 5 giờ mới về đi. Ê ơi. À, anh Tony chị Mai Ca đó.
Rành. Đi. Rành rành. Hả? Coi coi coi, nhớ gì nè em nè. Hả? Ủa vậy hả? That's right.